À, bây giờ chúng ta sẽ làm quen với một cái công cụ mới của Photoshop CS6. Nói là mới chứ thật ra là đối với những người biết Photoshop thì nó đã là quá cũ kỹ rồi. Đó là một cái bộ công cụ trong cái nhóm nó gọi là Lone Stem. Trong đó nó có các công cụ như là Lone Stem nè ha, này, số công cụ Lone Stem, rồi công cụ Boss Hidden Rush và một cái công cụ Rub, vân. Thì cái bài này là bài tổng hợp nên tôi mượn một cái bài tổng hợp tôi nói về công cụ Rub. Rồi thứ hai là công cụ rubber để chích màu nè. Rồi công cụ để mà chấm sửa ảnh nha, Post Hidden Rush Pad. Rồi mắt đỏ. Rồi công cụ Rush Pencil. Công cụ này nghĩa là một nhóm tôi nói đủ hết để làm cái bài đơn giản nhất. Thì đầu tiên sẽ nói về cách xử lý một cái hình ảnh mà chúng ta sẽ làm quen với một cái dạng file mới, đó là file RAW. Như trong trường hợp này quý vị thấy file này là file RAW nè. RAW thì khái niệm nó gọi là file thô. Đối với file máy ảnh của Canon đó, thì nó là CR2 hoặc CR+. Còn nếu mà Nikon thì nó là NEF. Đó là một số định dạng của RAW. Mà RAW thì không thể coi bằng các phần mềm thông thường được, thì chúng ta phải dùng phần mềm xử lý RAW, hoặc là chúng ta dùng một cái phần mềm đặc biệt của Photoshop, đó là BR. Nhưng nếu như các bạn không biết gì nhiều, trong trường hợp này tôi đang nói về vấn đề của Photoshop thôi, thì chúng ta chỉ cần nắm file này cho thả vào trong Photoshop thì tự động phần mềm nó sẽ mở một chương trình OpenMK Camera. Đây, phần mềm Camera cho thấy. Thì đây là cái máy chụp từ máy Rebel XT350. Thì bây giờ chúng ta sẽ thấy cái hình này nè, chụp RAW nó bị cháy, cháy rất nhiều. Thì đối với những cái hình mà chụp RAW đó, lỡ có cháy có thiếu thì chúng ta vẫn cứu được. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra xem mức độ cháy của ảnh như thế nào bằng cách ta nhấn cái này nè, coi nó cháy nát hết. Ở đây cái công cụ này nó cho biết mình là bị cháy như thế nào nè. Bây giờ mình sẽ thử công cụ Exposure, mình kéo hết cỡ nè. Mình kéo hết cỡ thì mình thấy là cái mặt của nhân vật á, nó sẽ bị cháy chút xíu mình thôi, nó vẫn bị cháy có chút mình thôi nè, bị lát như đây. Cho nên là chúng ta sẽ phải vất vả để cứu được chỗ này. Thì giờ đối với RAW thì đầu tiên á, chúng ta sẽ kiểm tra độ cháy xong rồi. Chúng ta nhấn ô tô thử nha. Default xong nè, ô tô nè. Thấy không cải thiện được gì hết. Bây giờ chúng ta sẽ xử lý từng bước cho nó xuống lại nè. Ta sẽ kéo đây, giảm lại. Thì muốn chỉnh cho nó sáng mà nó biết như thế nào là hết bị cháy, ta mở chế độ lên. Thấy nó bị cháy, ta mở chế độ lên. Cho nó hết đỏ cái đã. Cho nó hết đỏ trên đây nè, chỗ nào đỏ là bị cháy đó, hết rồi. Nhưng mà giờ mình coi gương mặt nè, nó chỉnh như vậy thì nó bớt cháy rồi, bớt cháy phần mặt rồi nha. Nhưng bây giờ chúng ta coi nè, tiếp theo là cái phần tóc. Phần tóc này nó không có lên được chi tiết thì mình sẽ kéo phần fill line để tăng cường cái tóc lên, cái độ sáng lên. Rồi blush là gì? Blush là chúng ta sẽ làm cho hình nó đậm hơn, nó đen hơn. Nhấn mạnh phần đen lại, đó là blush. Bây giờ cái chỗ cháy này là chúng ta muốn cho nó xử lý được chỗ cháy này theo từng vùng nhất định thì chúng ta dùng cái công cụ này, gọi Adjustment Brush này. Chúng ta sẽ giảm Exposure xuống, bình thường nó là không, chúng ta sẽ giảm xuống số âm thì nó sẽ cứu lại. Để cho âm khoảng cỡ 30 đây. Bấm ngành cho Enter, cho nhỏ là lớn, nhỏ là phím mở ngoặc đóng ngoặc vuông, mở ngoặc vuông là nhỏ, đóng ngoặc vuông là lớn. Ta vẽ như thế này nè, thấy nó cứu lại được một chút nhưng mà không đáng kể, thấy không, không đáng kể. Rồi bây giờ chỉnh này xong rồi, giờ ta chỉnh cái màu của cái hình. Muốn chỉnh màu hình nó chọn bằng tay nè, ta qua phần qua băng cái này nè, ta kéo nè. Cái màu nó bớt vàng đi nè. Rồi cái này hơi bị thiếu sáng vô cái phần cổ này, muốn nâng sáng nó chọn công cụ này, ta cho đây lớn hơn số dương thì nó tác dụng là nó sẽ làm sáng một ảnh, vẽ đâu sáng đó, vẽ đâu sáng đó. Vô cho mắt để cho sáng lên. Tôi giới thiệu sơ sơ về cách để mà xử lý RAW đại khái đơn giản bằng sự hỗ trợ của phần mềm là Camera RAW. Nhưng mà chúng ta sẽ có dịp để quay lại nói chuyện với phần mềm này nhiều hơn trong những bài sau. Bây giờ ta chỉ nói về khái niệm sơ đẳng này trước đi. Nói RAW thì không thể mà tiếp được, phải mở qua trung gian phần mềm này mới làm được. Coi như tôi giới thiệu sơ đẳng về phần mềm này. Thì sau khi chỉnh được cái phần sáng tối riêng biệt rồi, ta chở bằng tay với lại nè, chúng ta sẽ chỉnh độ nét của hình bằng cách phóng lớn lên.
bằng cách là giữ control P3 phóng lớn lên. Mình thấy này mình chọn đây nha, chọn cụ này kéo lớn hơn, nét hơn chút. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhấn open. Nhưng trước khi open á, ta lưu ý chỗ này nè, chúng ta chụp cái file này á, với cái hệ màu là RGB. Cái không gian màu RGB nó lớn hơn là không gian màu sRGB. Nhưng mà đối với cái phần mà in ảnh á, đặc biệt là các lab thì người ta dùng cái hệ là sRGB. Nếu ta để Adobe RGB á, nó chỉ phù hợp với in offset, in báo, in trên giấy bình thường. Còn nếu mà trên giấy ảnh thì ta để về nó sẽ bị thiếu màu khi mà ta in ra lab. Thì đó ta phải chuyển thành sRGB. sRGB. Rồi nhấn OK, ta open file lên. Như vậy là quá trình mở một cái file RAW đó nó phức tạp hơn là một cái file JPEG rất nhiều. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm một việc tiếp theo là crop cái ảnh này. Các crop ảnh là dùng công cụ trên đây của Photoshop. Công cụ Photoshop bộ này này, bạn coi là công cụ này nha. Nếu mình vẽ vậy, mình chọn nó thôi, nó đã ra công cụ này rồi nè. Mình vẽ lại nè. Mình nhấn đây nó ra, mà thấy không, ở đây nè. Mình vẽ nè, vẽ vậy. Mình buông ra. Thì vậy nó sẽ cho ta rớp theo cái vùng mà ta đã chọn ở trong. Đây là chúng ta rớp như vậy á, là đối với Photoshop CS6 nó hơi đặc biệt, khác với công cụ thường. Mình nhìn thấy nó có vẻ nó đẹp hơn và nó ấn tượng hơn. Nó tạo cho ta được mạnh điểm mạnh mấy khung này nè. Chúng ta thể di chuyển theo kiểu này. Cái kiểu này là làm theo kiểu mới nè. Vẽ thì cái hình mình chạy theo, mình dừng ở đâu nó bấm Enter một cái thôi. Enter. Nó cắt liền. Nhưng nếu mà ai mà thấy khó chịu cách làm này thì chúng ta có thể trở về cách làm cũ ngày xưa bằng cách là nhấn vô chỗ này nè. Đây nha, chúng ta có cách làm cũ ngày xưa nè. Đây mình để là cái chức năng là original. Nhấn đây nha, original ratio, trở về cách làm theo kiểu ngày xưa. Đây mình trở về cách làm kiểu ngày xưa nha. Mới bây giờ chúng ta muốn chở cái nào hồi xưa, nhấn chỗ này nè, chúng ta nhấn chỗ này nha, ta chọn như đây nè, chúng ta bỏ đi, ta chọn View Lasset Mode, dùng theo kiểu cổ điển. Thì như vậy thì mình sẽ làm khỏe hơn, vẽ vậy nè, theo kiểu cái bản cũ nè, đó kiểu bản cũ mình kéo vậy nè, mình kéo về là kiểu cũ. Nếu như ta quen cái này rồi thì ta làm kiểu này. Còn nếu mà mình dùng cách này theo kiểu mới, có nhiều người không phù hợp kiểu mới được, phải xài kiểu cũ thôi. Kiểu mới thì nó sẽ nó cảm giác là nó ấn tượng hơn. Nhưng mà mình lôi cái vùng này á thì là chạy cái hình dưới, nó không chạy cái vùng cắt. Nhưng mà ngược lại dùng cách cổ điển á thì mình di chuyển vùng cắt thì nó dễ hơn. Đó thì ông cụ crop nó hơi đặc biệt chỗ đó. Nhưng bây giờ crop á, crop kiểu này là crop bình thường, là mình vẽ theo cái kiểu của mình. Nếu mình vẽ vậy á là hai cái mảng là hình chữ nhật, có nghĩa là cái chiều cao và chiều ngang nó bị neo lại, nó không có cho mình tùy biến được. Nhưng nếu mình muốn cho tùy biến thoải mái theo chiều ngang chiều cao, mình nó phải bỏ chỗ này đi, mình chọn là in control nè, để chi mình thể kéo thoải mái theo kiểu mình nè, vẽ sao cũng được chân đó. Mình original ratio thì nó sẽ làm cho mình bị khống chế về chiều ngang và chiều cao, nó thành tỷ lệ là 2:3, còn vậy là không có phải khống chế. Nhưng mà cắt kiểu này là chúng ta cắt cách bình thường ngẫu nhiên. Nhưng nếu chúng ta cắt ảnh mà theo một kích thước hình ảnh, một cái kích thước nào đó, thì chúng ta phải định thông số ở đây nè. Ví dụ như chỗ này tôi cũng định thông số của hình đó là cắt thành khổ là 20-30 đi. Đó là 30 cm nè, 20 cm. Đó thì từ khi tôi cắt á, tôi vẽ ra đó nha, vẽ ra này nó sẽ như thế này nè. Thì tôi sẽ canh theo đường mạnh đến mạnh, cái gì coi nè, tôi canh đường mạnh đến mạnh nha. Đây tôi đã thấy cái đường 1/3 này, tôi canh ngay chỗ mắt là đường mạnh đến mạnh nè, ngay đây luôn nè, như vậy đúng một bố cục 1/3. Rồi bây giờ mình thấy là muốn cho nó song song với cái đường này nè, thì mình sẽ vẽ như thế này, xây nè, hả, xây như thế này, nó sẽ song song với các cái đường kẻ của cái hàng rào. Rồi tại việc nhấn enter là xong rồi, ta đã cắt hẳn thành khoảng 20-30, định lại kích thước của hình. Đó là bài đầu tiên là chúng ta nói về công cụ crop. Crop thì nó có nhiều công cụ, công cụ này là như vậy đó. Rồi sau đó chúng ta sẽ qua những công cụ tiếp theo để chúng ta làm công việc cần thiết nữa. Thì tôi sẽ nói tiếp cái công cụ tiếp theo là công cụ chọn màu trên ảnh, thứ hai là công cụ lontem. Hai công cụ này giúp cho chúng ta khử những cái vùng trái như thế này.
À, thì tôi sẽ có phối hợp các công cụ tiếp theo. Đầu tiên tôi sẽ chuyển lớp này thành lớp không, tôi muốn xử lý khoảng trái này nè, trái này tôi nhấn nút đây thành lớp không để dễ xử lý. Sau tôi nêu một lớp mới, nhấn cái này nè, hoặc là Ctrl Shift N cho lớp mới nằm bên dưới. Tôi chọn lớp trên này, tôi cho hiệu ứng là Multiline để lọc để lớp này trộn lớp dưới này. Thì tôi chọn lớp dưới, tôi sẽ xử lý như sau. Tôi sẽ lấy cái màu gần chỗ này nè, tôi lắp vô đây. Như vậy tôi sẽ chọn công cụ kích màu là công cụ này. Tôi kích vô đang màu đen là tôi kích vô màu, tôi lấy gần gần chỗ màu để cần xử lý cái thằng này nè, kích vô. Nó ra màu này. Đây là công cụ hút màu. Chấm vào đâu thì lấy màu ở đó, hút vô đây. Sau đó chúng ta sẽ dùng công cụ rết, rết là cái cọ để tô á. Dùng công cụ rết thông số đây mình để 100% vân vân, nhưng mình chỉ lấy 20% thôi. Nếu mình quẹt 100% nó đậm lắm, nó đậm nó giả lắm, cho nên mình phải cho cỡ 20% là vừa. Rồi mình sẽ tô lên chỗ này nè, lớn nhỏ cái cọ là phím đóng mặt mở mặt vuông. Rồi tôi tô lên đây nha. Rồi tôi tô lên đây tí nữa. Nó đỡ được cái lát nhưng mà nó vẫn còn bị cái đốm, hồi ta xử lý cái đó sau. À, tô lên này để tô vẽ, công cụ này dùng để tô và vẽ. Nhưng mà thật chất á là khi đó, ta tô một cái vùng này, một cái lớp này, màu như thế này, nhưng lớp này nó trộn lên cho nên nó sẽ ảnh hưởng lớp này. Sau đó tôi sẽ gộp hai lớp lại bằng cách là Ctrl E, giữ hai lớp Ctrl E. Đó là tôi giới thiệu về công cụ này, công cụ tô và công cụ chọn mực. Bây giờ tôi qua công cụ thứ ba là lon tem. Lon tem là gì? Là sao chép một vùng ảnh đang có lên một vùng ảnh mới. Thì trong trường hợp tôi phóng lớn lên nè, những người làm bình thường đó là họ làm trực tiếp bên lớp này rất nguy hiểm. Nếu tôi để về tôi lon tem nè, để dây nó đang là Q-render thì cần chấm đây nè, tôi lon tem vậy nó sao chép nè, như vậy thì không hay. Muốn làm tốt hơn dân chuyên nghiệp mình sẽ nêu một lớp mới, sau đó ta dùng cái lớp mới này ta cho là on layer, nó sẽ xử lý trên bất cứ lớp nào chứ không cần một lớp duy nhất đó. Sau đó dùng công cụ này ta để khoảng 2% thôi, không lấy 100% tại mình tem từ 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 20% nha. Và tôi sẽ lấy như thế nào đây, cách làm là giữ internet click vào cái mảng màu cần lấy vùng này, ta để ở đây, ta chấm từ từ lên nè, kích vào đây, chấm từ từ vào đây, kích đây, chấm từ từ vào đây. Đây là cái công cụ để sao chép một cái màu từ ngoài đưa vô cái vùng mà mình cần xử lý. Thấy đỡ hơn nhiều rồi nha, đỡ hơn nhiều. Và thậm chí dùng nó xử lý những cái mảng này là mình lấy từ đây mình chấm đây nè, cho nó lợt bớt đi cái phần đậm của cái gương mặt á. Cái mảng màu nó làm cho cái mặt người ta hơi bị đứng tuổi là do cái chỗ đó, mình đã chấm lại, chấm da là cái này đó, chấm đây nè, xử lý da nè. Đó, quẹt đây nè. Rồi tôi sẽ chấm cái chỗ lát này, từ đây tôi chấm vô nè. Chấm từ vô nha. Thì chấm đây, thì chấm từ từ vô nè. Rồi lấy bên ngoài để chấm từ từ vô. Rồi không lớn lên. Lấy vùng này nè, chấm nhẹ nhẹ vô đây. Như vậy là mình bạn thấy nè, tôi đã làm vừa làm cái việc là chấm xong cái vùng ảnh. Nếu chỗ này nó cảm giác hơi bị giả, cái mũi nó hơi bị giả nè, thì rất dễ thôi, mình đã chọn cái gì, cục gôm. Đây có cục gôm nè, mình cho gôm này nó mềm tí xíu, loại cọ mềm mềm nè, mình cho khoảng cỡ đây là 20% thôi, có nhiều quá. Mình sẽ xóa từ từ lại trên đây. Nó đỡ hơn nãy bạn thấy không. Rồi bây giờ làm tới đây xong, chúng ta cần trên ơ ta gặp lại, thì tôi vừa hướng dẫn tiếp cho quý vị các công cụ là lon tem và cục gôm. Bây giờ nói tiếp công cụ này, bot
là công cụ coi như chấm bụng hoặc là chấm những vết thẹo, vết nhơ trên hình một cách thông minh. Cách làm đơn giản là chọn cụ này, chúng ta chỉ việc chấm vào lớn nhỏ nè, chấm vào cái vùng ảnh bị dơ bị lỗi, chấm buông ra tự nó liền, tự lấy nó chấm vô cho mình rất rất là khỏe đó, nó chấm gì mình hết. Bên cạnh nó có công cụ là Post Hero Rush. Hero Rush chứ công cụ Hero Rush thì nó hơi khác tiên tí, là phải dùng internet kích ngoài này xong buông ra nó mới chấm vô đây, phải có cái điểm lấy rồi điểm bỏ vô. Nó giống như công cụ lên tem mà nó thông minh, lấy đây đây rồi. Ngoài ra nó có thêm công cụ này Path Tool, là công cụ để xử lý những cái vùng ảnh mà nó có những cái đường dài, những vết dài vậy nè, như là sợi tóc, vết thẹo, là những cái vết nhăn trên cơ thể. Như vậy đây mình sẽ nắm đây nè, kéo qua đây. Cách dùng nó là khoanh vô cái vùng đang có theo cái chiều của nó, rồi kéo song song với mảng nào đang có là mất. Thì đó, đây là công cụ để xử lý những cái việc này. Còn nếu như mình muốn xử lý cái khóe này, chúng ta khoanh vậy nè, kéo ra nó mất nha, nhưng mà nó giả lắm. Mình bấm là Shift Alt F, mình nhớ Shift Alt F cho nó phay lại, cho nó lấy bao nhiêu phần trăm thôi, 50% chứ hả, nó chỉ 50%. Thì cái lệnh Shift Alt F nằm đâu, nó chẳng qua cái lệnh này thôi, thay vì kéo dài mình vô đây nè, này nó phay lại nè, đây lệnh phay nè, Shift Alt F, Shift mình cho nó F nè, cho 50% nè. Như vậy công cụ là Path Tool nó còn có thêm công cụ là ý nghĩa vậy nữa. Thì như vậy là đây là công cụ để xử lý da. Thì trong trường hợp phần mềm trong quá trình làm á, xử lý da cho ảnh đó, mình hay kết hợp nhiều công cụ khác nhau. Thì thường bộ ba các công cụ là vậy, thường những cái gì mà những cái vết như là vết vết tóc hay là vết nhăn, tôi sử dụng này tôi xử lý trước, làm trực tiếp trên ảnh nha. Đó, xử lý như thế này. Còn những cái gì mà có thể thấy những cái đốm rụi rõ ràng cụ thể, tôi sẽ dùng công cụ này để chấm. Mình chấm công cụ này. Còn những cái gì mà nếu không chấm vậy đó thì mình có thể dùng công cụ này mình chấm được nè. Bót này nè, chấm được nè. Rồi ngoài ra những cái vết mà nó không rõ ràng, như là những cái chỗ này, như này tôi dùng này chấm được nè. Chấm đây. Những cái mảng này nè không rõ ràng cụ thể thì tôi phải dùng cái gì? Lon tem để tôi xử lý dùng này. Tôi chấm như hạn như này, cái vết này nó hơi đậm quá nè, tôi dùng lon tem tôi giữ cái internet này, chấm này được, kéo này được, cho nó mờ bớt đi cho nó đẹp. Rồi như chỗ này là cái này đen nè ha, mảng này đen nè, bóng mũi đó, tôi chấm này cho nó đẹp. Như chỗ này cũng vậy, giữ internet nè, chấm nhẹ đây nè. Rồi như chỗ này cái vết này nè, như chỗ này bị sai nè, như này cái đó đậm quá, nó chấm nha, cho nó lợt lại bớt. Thì bắt buộc những này phải dùng lon tem, dùng lon tem mới mới hiệu quả được. Vậy là chúng ta đã vừa thực hiện xong một cái công cụ kết hợp, đó là kích màu nè, Post Hero Rush nè, Rush nè, lon tem và cục gôm. Bài giới thiệu tổng hợp về các công cụ mà chúng ta thấy trong Photoshop, ứng dụng nó rất cụ thể như vậy. Còn trong quá trình làm việc chúng ta sẽ đụng nó rất rất là nhiều nữa, chứ chúng ta sẽ không nói riêng rẽ cho nó nhiều đâu. Từ từ chúng ta sẽ làm quen, nó có những tính năng khác nhau. Thì bây giờ đây là giới thiệu sơ đẳng về các công cụ cách rất là cơ bản cho quý vị. Thì khi nâng cao tôi sẽ triển khai công cụ này một cách sâu sắc hơn.